vui được chào đón ngày mới cùng quý vị và các bạn trong bản tin thời tiết 6 giờ sáng nay, ngày 16 tháng 6. Thưa quý vị, như vậy là cơn bão đầu tiên trong năm nay đã suy yếu. Sáng nay, hoàn lưu của cơn bão số 1 đang nằm trên khu vực đất liền phía tây nam của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Và điều đó cũng đồng nghĩa là nó sẽ không còn ảnh hưởng đến vùng biển phía bắc của Biển Đông nữa. Còn trên đất liền, ngày hôm qua thì những cơn mưa ở Bắc Bộ đã giảm hẳn, những tia nắng đã trở lại và trải khắp khu vực phía Đông Bắc Bộ, bao gồm có cả thủ đô Hà Nội. Nên nhiệt độ toàn miền cũng tăng dần lên ở ngưỡng là từ 31 cho đến 33 độ. Sang ngày hôm nay, trong ngày làm việc đầu tuần mới, người dân Bắc Bộ vẫn có một ngày thời tiết khá là dễ chịu. Mưa chỉ còn xuất hiện lác đác, ban ngày thì trời hửng nắng nhiều hơn, nhưng mà nhiệt độ vẫn ở mức dễ chịu, chưa có nắng nóng. Tại khu vực Tây Bắc Bộ thì có mức nhiệt dao động ở trong khoảng là 31 cho đến 34 độ, còn phía Đông Bắc Bộ mức nhiệt là từ 30 cho đến 34 độ. Tuy nhiên, đến chiều tối nay, một khối khí mát từ phía Bắc lại có xu hướng tràn xuống, sẽ khiến cho rãnh mây dông ở phía Bắc Bộ lại có điều kiện hoạt động mạnh dần, nên là khả năng trong đêm nay và chiều tối mai, những cơn mưa rào và dông lại diễn ra trên toàn khu vực. Vùng tâm mưa tập trung tại các tỉnh thuộc khu vực vùng núi và trung du của Bắc Bộ. Bà con các khu vực thuộc các tỉnh như là ở Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng hay là ở Lạng Sơn cần phải đề phòng khả năng là có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Xuôi xuống khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ, ngày hôm nay tại đây phổ biến là ít mưa, ngày nắng nhưng mà mức độ thì chưa quá gay gắt. Trải dọc suốt từ Thanh Hóa trở vào cho đến khu vực của Phú Yên thì nhiệt độ sẽ tăng nhanh so với 24 giờ trước. Trưa chiều nay có nơi mức nhiệt lên đến là 35 cho đến 37 độ. Còn khu vực từ Khánh Hòa cho đến Bình Thuận thì nền nhiệt độ có phần thấp hơn đôi chút và dao động xung quanh ngưỡng là từ 33 cho đến 35 độ. Ban ngày trời nắng nhiều nhưng đến chiều tối một vài nơi vẫn có mưa rào và dông, tuy nhiên thì với lượng không nhiều và kết thúc nhanh. Trong 2 đến 3 ngày tới ở khu vực ven biển Trung Bộ đều thịnh hành đới gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình nên là thời tiết nhìn chung sẽ khá thuận lợi cho bà con ngư dân tiến hành các hoạt động ra khơi đánh bắt thủy hải sản. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trường gió Tây Nam đang hoạt động mạnh nên là trong hôm nay và tới ngày mai thì mưa rào và dông có biểu hiện là tăng lên tại các tỉnh phía Nam. Mưa xuất hiện sớm hơn và khoảng trưa chiều, những cơn mưa rào sẽ bắt đầu diễn ra ở các tỉnh miền Tây của Nam Bộ. Còn ở khu vực các tỉnh miền Đông Nam Bộ và vùng cao của Tây Nguyên thì mưa xuất hiện muộn hơn, thường xảy ra vào lúc chiều tối và đêm. Mưa dông có lượng khá trong đợt này sẽ tập trung tại phía nam của Tây Nguyên, bao gồm các tỉnh như là Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và miền đông của Nam Bộ như là Bình Phước, Tây Ninh hay là tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Và cả vùng ven biển miền Tây như là tại Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Trong cơn dông, bà con cần phải đề phòng là có sấm sét, gió giật mạnh và khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Do có mưa nhiều nên là nền nhiệt độ tại các tỉnh thành phía Nam tương đối mát mẻ với nhiệt độ trưa chiều chỉ ở khoảng là từ 31 cho đến 33 độ tại Nam Bộ và từ 29 cho đến 31 độ tại vùng cao Tây Nguyên. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị, từ ngày hôm nay thì gió trên khu vực Đông Bắc Biển Đông sẽ bắt đầu giảm dần. Cụ thể, tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm có cả quần đảo Hoàng Sa, thịnh hành gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Mưa dông xảy ra ở phía Đông Nam khu vực khiến tầm nhìn giảm, cần đề phòng có lốc xoáy và gió mạnh trong cơn dông. Còn tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm có cả quần đảo Trường Sa, thịnh hành gió Tây Nam cấp 5, có lúc là cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Mưa rào và dông tiếp tục xảy ra rải rác, khiến tầm nhìn giảm, cần đề phòng có lốc xoáy trong cơn dông. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng ngày hôm nay. Chúc quý vị có một ngày mới tốt lành. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.